À, được không? Tao thấy ý tưởng nó hay. Hầu đầu không cho gì nó. Hôm bữa nó rồi anh em tức quá. Hôm nay là với sao? Hello các bạn nha. Nói chung là mình cũng có kinh doanh qua một cái máy điện thoại các bạn. Mình bán, mình có mở chi nhánh ở Quy Nhơn thì mình cũng mới mua cho thằng Thu một cái máy. Thì bây giờ nó mới mua máy. Nó mới hôm là mua mấy giờ sáng cứ lên nhà em nó đặt cái ốp lưng trên mạng vậy biết mẹ giờ đang trên trời. Nó mua một cái 11 Pro Max nha các bạn. Mấy đây. Nói chung là mấy nói với mấy mình hồi trước ít xì các bạn. Đây là một mắt của mình nhưng mà nó bơ mất mẹ đâu. Thấy không? Bây giờ ốp lưng của đâu? Chụp ra. Đi sao vậy? Cái đó lấy gì nữa? Ngông ngáo sao? Điều này. Nói chung là mình cũng mới chiếm qua cái màn hình của nó đâu. Thì cái màn hình của nó cài nó chưa hết mà nó chưa mua máu mua hồn với mấy. Mà tao có ốp lưng này cho. À quên. Đó chứ vậy? Mày dạ. Đưa tao cho. Dạ. Để cho ông biết. Đầu chứ rồi tao lỡ tao tay trái tay làm bớ sao? Bình thường không có đâu bớ thâu chứ coi như đó xui bớ mà. Bớ thì em trừ lưng. Đây đây. Đột quá. Máu mua được một lớp máu rồi em. Máu ốp lưng ngon nè. Ốp lưng sắp bây giờ ốp lưng bao nhiêu đấy? Ốp lưng bao nhiêu đấy? Trầm rồi với máy. Ôi trời. Tầm nghề nó trầm nhạc. Giờ một hôm giờ bấm xếp được hả? Nghe luôn hùng á thầy. Một xếp đi xử. Máy thầy dụng chưa nó dở nó hay quay ra phim cậu lao. Hừ máy nghe ngọng. Cứ đưa mượn quay điện thoại quay. Không, điện thoại đâu mình mượn. Chả mượn không cần mua. Điện thoại sao giờ nó cùi vé nào. Coi thôi. Nghĩ sao đi sàn thoại dạy. Trầm. Đây xài Android ông nào? Đưa ông bỏ coi mua một cái. Bây giờ ông không có tiền đồ mà mua chạy đó chứ. Không đủ gì ông mua cái iPhone 6 ông xài mẹ em ơi. Lần đại iPhone 6 đi. Được không? Xài mấy hàng của nghe nó biểu mua iPhone 6. Chuyện hài nên nó nghĩ anh không có tiền. Mà cái là xài iPhone 6 ơi xì luôn. Nó hộp với iPhone 6 thôi. Bây giờ nó chơi thì xem thường nó giống mày. Anh Bi anh cũng mua, tao cũng tính bán cho anh cái. Chồng còn cái mấy mày mấy mó kiếc à. Nói chung bữa nào mình thấy nhúng mình cái trước mình mua. Xe thấy chào, nói chung là cho ông mượn mua một cái bữa là tao dặn ông xuống đó mua một cái nữa. Anh cho ông mượn em nha. Anh có biết xài không? Cái mẹ anh không mua anh biết xài á. Rồi mày mà anh iPhone mà không biết xài mày khùng nhau vậy. Khinh người dữ không? Ấy là anh cầm được coi nó tay điện thoại em nghe chưa? Mày làm gì cái điện thoại làm gì cơ vậy? Máu mua nó kỹ thì nó kỹ ở. Sao vậy? Điện thoại máu mua biết nhiêu không? Anh chạy cầm cỡi cỡi chút cho mấy nó. Cầm 20 triệu bạc anh tay mượn sao vậy? Kẹp áo đi. Tốt phép chết thôi. Rồi cho chặt đồ leo cho nó cầm cho nó quay. Quẹo nào ơi, mấy người ta thì ông coi. Nói chung mấy cũng mau kiếc à. Mấy mua mấy triệu? 20 triệu anh mua thắng luôn mà. Anh cũng cục cức. Gì nữa? Mấy iPhone máy? Có 10 triệu 900 à. Mày đi iPhone máy? Nô lắm. 11 rồi mấy. 11 anh em mai tôi mua cái 13, 14. Tao còn cái ốp lưng, nhiều cái ốp lưng lắm mà vô mày coi cái nào chào mày cái. Ảo chó, xèo chó. Mà thích nào vậy? Mà xanh đồ á. Đi vô đây vô lụm dưới tao. Màu, không. Đó thì không có. Mèo rồng, mèo phượng rồi. Không, kiểm với mày. Tao mới nhập về một mớ đây. iPhone là tao coi qua đậu. Tao mới iPhone là phát cái trang người liền ngay. Không coi là bữa nay cũng tụi em nha. À. Mà thích nào gì thì nói. Ra đi. Đi từ đó nó đi hả? Đi rồi đến rồi. Ý là bây giờ im đau điện thoại im nhanh, đau điện thoại cho nó để xem thử như thế nào. Này cái điện thoại, ơi chơi điện thoại nó mà giờ mình đây nó cũng bớ đã. À, bây giờ mình thay cái ốc lưng. 1 hour later. Nó nói chung là nó chung là. Che mày lên. Rồi sao ốc lưng chưa nhập về hồ có mà trời không? Hả? Sao ốc lưng phải nhập về chưa nhập về hồ có? Mà kia, mở ốc lưng ra chứ, tao không có mà ta. Cái gì vậy anh Bình? Lỡ tay làm rớt điện thoại chứ. Đắt cái ông thổi ông cầm gì cái tổ rớt ra trong đầu. Lỡ cái tay giờ trơn, tay của anh nó sai rớt bấm mua nó mà anh cùng sao vậy? Thôi người ta bấm mua chưa, trái quốc sao mà ông làm vậy? Trời nghe cái bình. Hiểu mày không? Hiểu mày tao không? Cầm gần này nó tuột cái tay từ trong cái rốc này nè, cho ba nè. Không sao đâu, anh kiếm sao đâu. Sao sao không? Tội người ta bóng mua không làm kẻ đâu. Cái lo ông lực bóng mua thì kỳ nè. Biết là ông đi trong cái này. Lỡ rớt không sợ. Lỡ rớt không sợ. Lỡ rớt cái này. Lỡ rớt cái này. Người ta không tấp tiền không đòi nào. Coi là nó có bị sao không? Chứ anh không sao đâu. Còn chạy con ôm mà. Nghề rớt kêu cái cốc luôn nè. Chứ không? Màn hình đồ thứ, màn hình cường lực không sao hết được rồi. Sao mà cường lực đồ đâu sao đâu? Không sao hết mà. Tao biết sao? Lỡ thâu như gì đâu. Sao? Nó trụng tay sao? À. Lỡ nó chạm dây sao? Lưng sao vậy? Thích mẹ rồi ông Quân. Rồi rồi. Quý cái đầu bò đây. Không sao đâu. Có bị gì đâu mà. Sao không sao? Không có. Không chết đâu. Mấy cái trụ rớt. Vô mày. Rớt bữa là không có bảo hành nha. Rớt bữa từ khi nó lỗi như tao bảo hành chứ không có rớt bữa là không có bảo hành đâu. Mấy.
nó thương cái mày lỗi mày á, cứ thiếu đưa đóng thương mượn, cứ đưa chị mượn coi thử cái mẫu mé này đẹp hay không, chuẩn bị mua cái máy móc dây chuyền giải chứ gì đâu mà giấu đâu, thật chết rồi. Làm gì không? Phản lấy mặt ông luôn á. Mẹ mấy bác một tè đi cầm gì mà đối chứ sao được không? Ông đuôi dài. Đồ thật chưa không? Không, anh lỡ cho anh cho cô ấy đâu. Thôi mấy này đâu. Mấy thằng ông yêu. Sao cái đẹp ông sao sao ông bây? Hử cái đẹp ông. Mấy cái này được chứ không hả ông? Hử? Mấy giờ dục rồi làm. Thấy chưa? Thấy tai hại chưa? Tại gì thì ông nói coi mấy cái tao biết đâu mày. Coi gì nữa? Nó lo nó rót nào chưa? Mấy tụi là miền mấy một chú mày. Mấy nó của tao rồi nghĩ sao? Tao gúp cho sao bây giờ tôi thấy mình nữa đâu? Mình đâu có đó lưng cái nem nhà là phải màn hình đâu. Nem ngàn cái màn nó đã cái lỗi với mấy cái ngon sao giờ thấy mình nem trăm ngàn không hưởng. Đâu đâu. Đeo không đeo bò hay không? Nói gì nem nhảy nó lo cái gì? Nó lo sao? Giờ cái máy nó máu hồ biếu nó tốn đó tiền. Mấy dưa hả ông còn gì cứu ông bà mấy tôi đây. Đó. Ông đã mua mấy ở xì đó trêu ra tôi. Giờ thay cái này đầu với đâu mà tôi không thay quần mang mấy tôi xài cái sao chưa xài hết đâu cái sao bây giờ tôi thay cái lưng máu mùa hôm sao mùa thì bây giờ nó lỡ bớ là mình thay bớ cái nào thì thay cái đó thôi chứ mang ông bớ rồi cái đã thương hết trong cái đó sao mấy riêng mà nó cái ốp lưng mà nó không đổ ra thôi không cái đầu ông cái đầu cái sao đầu gì không không hiểu luôn á tôi mấy ông cầm cái sao đó rót vậy thì nó trơn cái tay nó hỏi là anh mua lại mấy đèn anh đời nơi. Giờ tiền đâu đây nè, mua cái mẹ hấp. Cũng như là mấy cái đâu. Mà không, treo cái không cả nữa, đợi lấy đây anh xài. Ừ, ôi mất tôi làm cực khổ, tôi mới mua xếp được cái máy đó. Giờ nghĩ sao ông đi làm vậy? Để, giờ nó lỡ rồi thì mình chết. Lỡ sao? Thay cái màn hình, thay cái phía sau lưng này được đâu. Thì tôi nghe nó đập cái xe, ông đập nhà, ông không chịu lỡ được không? Không mẹ ơi. Mẹ ơi, bây giờ cái lưng đây là mình lỡ, rớt cái đầm phải buồn với thẻo ghét luôn. Tao cứu tôi, cứu hai cú. Giờ không vô. Mà sao đi đặt cái phán gọi tôi vậy? Vô lúc mà ấy là người ta dán keo kính nào nó rớt nước thì nó chống được tầm 2-3 phút vậy. Bây giờ anh bớ vậy thay thì khác gì nó vô đó, không có người ta họ thay họ thay rồi họ cũng dán dán nhưng không, mà nó không mình cái riêng nó mình cái sao luôn. Cái bé người ta vậy làm sao hả? Ấy bây giờ hỏi người tâm này tao mặt tâm thì nó tâm rồi nó thẻ nó rớt rồi là đây cũng đặt tao sai cái tay mà đập ông đập gì mà đập cái này. Đi đi mày sao đập bây giờ đập mày thấy anh ta hỏi rồi. Anh sao đập mày tâm? Anh ngồi anh đập cái này không? Má anh giết thằng kia. Mày cho ta làm gì mà đập đi là ông xài anh đập rồi ông cầm cái iPhone hay sao? Không. Nhưng làm gì đâu mà ghét đồ đúng đó. Ok á. Tập với tôi. Không phải đâu. Luôn anh bây giờ. Để nói là cầm giày nó cầm để đem bắp thì nó tụt tay. Mày nó cầm giày rất dài nó có bơ á. Thôi lỡ thôi nè. Sao lỡ? Mấy người ta mà lỡ nổ mày cho lỡ. Mày làm ai? Không cho cái tài tôi đó đã không đưa mượn nào mày cứ đưa sao nữa mấy em làm cực cố mà bị bóc dắt từng như một hôm chả đập nó đập vậy đi anh đâu đâu nó thêm nó bóc làm gì có đập có đập không mấy mắt mày đập cho nè không có đập nó thêm nó bóc cầm nhà nè nó tuột cái tay nó rót xuống đầu nghe đưa tuột tay mà bớt rồi đấy cho tao mày nghĩ tao đập chết sao luôn tao mà đập chết bớ luôn cái mày sao đều ông chứ sao ngu chứ cái lấy mắt tèo thì đập sao đều không đều bò hay sao anh nói làm gì tao làm gì vậy các điện thoại không mà làm gì để giờ tục đặt lúc đầu tôi không muốn đưa cho ông đâu tao lỡ thâu giờ xài mấy nước cái chân gì vậy tôi để tôi nói vậy ông giờ xài mấy nước ông sao ông xài ông đồ coi thì ông mua tôi xé ông xài mà giờ mà xài mấy này mày chịu khó đừng đỡ rớt nước mà được sao tao phải bây giờ sao mấy giờ chưa chạy góc xong giờ bố lưng á sao thay nem đem tao đưa thay cái sao trong nước nữa người ta lại mình bây giờ tao tìm đâu bảo anh ví dụ mà rớt mỡ đâu rớt mỡ tự chịu lấy cái nem mày dán lại cứ ông đòi cho tôi đây ông gì ông làm không làm toàn mấy tôi không thích thì bây giờ thay cái lưng xe là sao thay cái màn hình lưng xe được đâu mất rồi đây là sức mép tình cảm nữa đây bây cái cái ốp mẹ nó mua đền lại nó ở bữa nay là ngày dẹp nhà tôi không muốn chứ nha nhưng mà đền là mình đền cái chưa lại thôi chứ mẹ đền nguyên cái máy chưa chưa sao mẹ cũng nói đền được mẹ cái đây nè bây giờ nó thao này là cái máy nó tôi nó bắt riêng ông hiểu không nó lỡ nó sao buồn nữa mẹ anh em mà đi đền sao buồn nhau bây giờ nó lỡ mà rất sao anh đi bây sao lỡ à, giờ nó tháo mấy cái này giờ anh lỡ bây giờ tao tao nó ào cho tháo có thể cái ốc lưng thay cái lưng nha đúng không mà tôi nghĩ là bây giờ nó tháo ốc lên mất riêng cái máy tao sao mà tao tiếng nhạy giờ mày bình tĩnh lại đi mày hiểu không tao cái máy mua chưa mày, cái mày sao, nếu mày nói đàng hoàng biết đâu anh Bi anh lại thay cho mày sao mày le mày nói gì ồn ào đúng Bi không chịu mà không chịu là sao tao không chịu thay đi mua cái máy đó đưa đền cho tao cuộc sống bây giờ là thế tất cả sống là vì đồng tiền nếu bạn có danh có tiếng nhưng không có tiền thì không có quyền mày đem mày mua máy cũ mà
cái sao máy cũ, cái máy cũ, cái máy 99% chứ đâu phải là cái máy đập hộp đâu. Bây giờ tôi nói ông này, ông mua cái máy đập hộp gì à, còn cho tôi. Mày rồi bây giờ mày muốn mấy thấy cái loại ông trâu người ta vậy đâu ngang. Bây giờ mày muốn cái máy đập hộp đúng không? Ok, đập hộp. Giờ ông tính làm gì? Làm gì không? Cho mày cậu gì không? Tao đập hộp đó. Đâu sao người ta đập hộp ra luôn. Nó ngủ phát bét ông luôn không cho đi. Làm lớn ông to đi ông ngu đâu. Ông ăn nhặt không? Thử. Bây giờ cái máy đập hộp mày thấy không lên. Bởi mấy em mà đang chung em đi. Cái loại ông trông ngu đó ông hộp. Từ đi. Mấy mấy chùi lục cái đồ vô cho ông nậu. Chết mèo. Trời cái nghịch vốn nậu. Thì đúng rồi. Đập hộp mà tao tông luôn rồi đập hộp. Mấy tôi không phải. Ủa người ông sao tôi giờ tôi hốt nó nậu ông hả? Cái máy này mấy tôi. Thì nó quay. Quay nhét chạy vô đây cục cục này ông nậu. Cho bây giờ cái máy này đập hộp của tôi. Hộp luôn. Đuôi quay. Thì mấy của tao ông nậu quá. Mấy mấy mày. Thôi ông nậu. Ông sẽ gọi cái máy của nó che. Nè rất là ổn luôn á. Cái máy của nó. Đây máy ông đây đây nè. Máy là máy nó. Đây máy của ông đây. Cái máy của nó. Nãy giờ thử làm ông thương cái nè. Máy của mình này ông nậu. Ông lên nhắc. Cũng lưng rồi mày đập mớ thôi. Nó tự nó đập ngang. Tao không có đập ngang. Nó tự nó đập ngang. Không ai tao đập ngang. Máu mùi cái gì. Đây. Từ từ đó đưa tay đàng hoàng cái đó đủ xíu nữa đủ vừa nãy mấy của ông á. Thế tao tâm. Chùa đi chùa mày chứ gì mày chứ đi chùa. Giải mày chưa tận tâm tao đi chùa đồ. Nên rèm đồ mày chứ. Cái ốp lưng ra là nãy mình tự mày đập nha. Tao tao không có liên quan đâu á. Trẻ dừng cái máy lại coi đồ. Mấy cái máy mình đâu. Giỡn cho ông hổ không bị. Hử? Ai làm gì giỡn giỡn gì? Đồ mới làm tôi nãy thiệt nãy tôi rung nãy giờ luôn á. Mất hồn kìa. Chùa chữ gì mày chứ. Mày bờ con mày tốt cầm đồ mấy người trẻ tuổi nghe tin nghe tao mất hồn chưa mày bờ con tốt nửa đêm gà gáy đi làm được kiếm tiền mua cái máy điện thoại đây giờ ngủ mới nghe tin xài mới được ăn ngày nghe tin bơ điện thoại mà nghe mày buồn không đúng anh Bi thế nữa mấy mép người ta mà ông cứ chọn chọn chỗ đó anh tôi cũng ngàn rất giếng anh nhây với anh cao mà mấy tao trẻ lại mấy nguyên đầu đi chơi ra bỏ ốp lưng bơ kìa ốp lưng bơ đâu nè ốp lưng thu đập bờ đập dai đập mấy ông chồng vậy tao giục luôn ơi giục mình nhờ mày ném mình đập ráng chịu chứ chứ ông làm vậy rồi mấy ông lưng lại cơ bộ mà cho mình mới ném cái ông lưng vậy tài sản của mình tự mình đập ráng chịu ai biết giỡn giỡn ngày lại thôi sao đừng có mượn mấy tôi nữa nha bữa sau tao mượn chắc mày cũng đưa đầu chứ chứ ông anh tôi đâu cũng mày lơ mà lơ sơ bơ lớn sơ bơ luôn sao bên được mình đang đếm mà sao bên được kim chỉ nói đỡ đỡ đâu mà trời nó chửi nó chửi làm đây mà vậy mà nó kêu nó đi chùa rồi gì mà nó chửi má luôn lạy luôn không bổn tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm em tịnh tâm xài được sao chửi bi một tấm nấu à điền lại gì một tấm nấu mày làm như vợ không chửi vậy giờ sao giờ đền cái đền mấy không đền ốp lưng à là còn mấy mày tao chôn nó sao mày mua ốp lưng đòi tao nhất cái sàn ở đây chút thấu đây chứ sao đâu mấy cái mày iPhone 14 mà mấy đâu có đó mấy đó vậy đi học trước tao sàn 11 mà không trước tao sàn hai bè mấy hai thao tụ lệ bé gì yến quần luôn á trời ơi má rung nãy giờ nãy giờ rung gan ngang đứng nghe rung tức cái nằm ống quần này phải má mua biểu thao đường này đừng nói vậy nó má mua nó năng nhiều vậy chứ chầm chầm khoảng tầng treo nó chục trái tầm lâm mắt sai tao rồi hề đấy cái đá đầu mày tao ấy tao ấy đúng ấy tính thu kỹ xưa giờ anh biết rồi máu hốn nữa tao anh em mấy tự bố mẹ lưng xin nước hết rồi ráng chịu quá đó tự mình ngang mấy tụi rồi mấy tao biết bạn mới mày không nói chung là nãy giờ anh dương lên tròn vui vậy mà mày sợ cái mỏ mày bị chửi giật 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 cái mỏ hôn mày mà ông thúi quá ông ngồi cũng vậy ông mẹ đánh đi mày nghĩ sao ở nhà tao bán chạy hông miệng mà thúi mày có không mày không có là không có bán em chơi có bán chị không miệng nhắm có sao không có hồi bữa em chưa thấy thích mua mai đem xuống sao mày xuống mấy ông đừng dỗ vậy em quên teo teo tài sản nổ á tài sản em rất em quý giá em hiểu không em làm cực khổ em mới mua được cái máy đây ở dành tay quốc bây giờ tin là cái máy em vỡ này thật tức anh hiểu không là mấy con bây giờ mới dùng như này nãy anh Bi là mấy mà cho ảnh là ảnh chắc anh cũng nói đâu đúng không Bi nói nhị giờ nó lỡ thôi nó nói là mấy người bắt anh rồi đó mà mấy anh mọi người là giờ TikTok của anh Bi ủng hộ mà ảnh mấy hộp giấy gì nãy anh Bi cũng không hiểu hầu quá để nói nè dư lại đừng nói nữa, anh nói dừng lại. Đừng muốn nói thôi, không. Mình nhận clip đây các bạn. Nếu thấy video này mình thu hổm thì đó lại số 1, mình thu đàng hoàng đó lại số 2. Anh em nào muốn kiếm mình thu đó lại số 3. Mình sẽ đỡ lại địa chỉ nha, anh thu anh em tới đó. Trời ơi, trả số gọi địa chỉ luôn. Thu không nói làm trên rồng canh nếu bạn phải giao hộ lắm. Thầu liếm kìa. Thầu tới, có tốt clip mày, lâu lâu mày lên cho tao mất. Giỡn thì đổ quá, giỡn rồi. Thầu nó không giỡn.